Vâng, kính chào các bác nhé. Thì trước các bác có hỏi em về cái dòng xe Toyota Fortuner phiên bản Sportivo. Thì hiện tại em đang có 3 cái mẫu xe Sportivo, 2 cái mẫu xe sản xuất năm 2012 và một cái mẫu xe sản xuất năm 2015 các bác nhé. Em sẽ quay cho các bác cái mẫu xe Toyota Fortuner Sportivo ở phiên bản sản xuất năm 2015 các bác nhé. Một cầu số tự động bản V. Đấy, xe này thì cũng đủ độ rất nhiều phụ kiện. Rất nhiều phụ kiện này các bác nhá. Đây, lắp thêm rất nhiều đồ các bác nhìn này. Đấy, lắp thêm rất nhiều đồ. Đây các bác nhìn này. Đấy, lắp thêm rất nhiều đồ các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Sportivo. Lắp thêm khá nhiều đồ các bác nhá. Đây. Biển Phú Thọ các bác nhá. Biển Phú Thọ 1 chủ tịch đồng. Hiện tại xe đang có mặt tại siêu thị ô tô BK Hà Nội. Có địa chỉ số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Chất liệu ghế đây, chất liệu ghế da đây các bác nhìn này. Đấy, em cứ quay những cái video clip ngắn thôi cho các bác. Đây các bác nhìn này. Xe cũng chưa có dọn rửa đâu. Về này mới nguyên. Nhưng mà giặt cái ghế da này thì nhìn nó rất là sáng, đẹp. Đây các bác nhìn này, xe mới về luôn các bác nhá. Thậm chí là chưa có giá ở trên 4 bánh luôn. Đây các bác nhìn này. Nhưng mà giá thì cơ bản thì nó khoảng tầm hơn 600 triệu thì các bác nhá. Hơn 600 triệu một chút. Đây các bác nhìn này. Cụ thể thì các bác gọi điện trực tiếp nhé, số điện thoại 0965525989. Thì nếu mà các bác nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965525989 các bác nhé. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe này, thành công, gặp nhiều may mắn. Các bác nhìn này, hỗ trợ trả góp 70%, chỉ cần chuẩn bị 288 triệu là có thể sở hữu ngay những dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại nhé quý anh chị em và các bạn. Lấy con chìa kem đi nhá. Chiếc đi để khả năng chỉ lùi xuống thôi.